Thưa sư, chồng ly dị vợ vì không đáp ứng được nhu cầu như trước nữa thì có tạo nghiệp không? Xin thưa với quý vị, nói thì nó kỳ, chứ còn gọi là chúng ta đến với nhau vì tham ái, rồi chúng ta cũng xa nhau cũng vì tham ái. Quý vị đến với nhau đâu phải là bằng cái lòng từ, lòng lòng bi mẫn, đâu phải đâu. Đâu phải mình đến với nhau là vì chúng sanh, đâu phải mình đến với nhau là vì ly dục, vì tu hành, mà mình đến với nhau là cũng vì tham ái. Rồi mình chia tay thì mình cũng chia tay là do tham ái, cái nhân của mình nhân tham ái, chứ đâu có phải là vì nguyên nhân ly dục. Thế cho nên quý vị hỏi có tạo nghiệp gì hay không thì xin thưa, kể từ khi mình lọt vào mắt của nhau là mình đã tạo nghiệp rồi. Kể từ khi mình chìm vào từng cái ánh mắt, nụ cười, từng cái lời nói của nhau, mình đã tạo nghiệp rồi. Từ khi mình thương nhau là mình đã tạo nghiệp rồi. Huống chi là cho đến khi mình lấy nhau, mình ở với nhau, rồi mình cãi nhau, mình bất đồng quan điểm với nhau, rồi mình chia tay nhau. Suốt thời điểm đó là mình đã tạo vô số nghiệp rồi, mà bây giờ quý vị mới hỏi sư là bây giờ ly dị rồi có tạo nghiệp hay không? Nó tạo nghiệp, nói nó hơi kỳ, tạo nghiệp chết cha từ cái hồn quý vị mới gặp nhau rồi, chứ nói chi tới bây giờ. Hả? Nói vui như vậy đó cho quý vị thấy cái dễ nhìn cái sự kiện như thế. Không biết là Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Câu hỏi này ngộ ngộ. Đây quý vị này hỏi chắc có lẽ là nói là cái sẽ cảm thấy có một sự bức xúc trong đây, có vẻ như vậy. Nó là chồng ly dị vợ vì nghe là chồng ly vợ vì vợ không đáp ứng được nhu cầu. Không đáp ứng được nhu cầu. Thì như trước có tạo nghiệp hay không? Nhưng mà ở đây lại nói vấn đề tạo nghiệp đó, nó biết không, biết không, biết nói là người chồng có tạo nghiệp hay vợ có tạo nghiệp cũng thế thế nào. Nhưng mà Đức Hành Tại nói quý vị đã nắm được rồi đó, có nghĩa là khi mà nói tạo nghiệp thì đều cả hai luôn. Nếu quý vị ở đây nói là như vậy nè, nếu quý vị ở đây cái câu hỏi này nãy quý vị mở rộng ra thì nó lại dễ hơn. Vì ví dụ quý vị nói là chồng ly bị vợ vì không đáp ứng được nhu cầu tình dục, hay là tiêu dục tình dục rồi ngoại tình đó, thì nghiệp như thế nào thì nó còn rõ hơn. Quý vị mà hỏi kiểu này thôi sư sư cũng bó tay chứ sao vậy, nó quá, nó kêu bằng quá rộng đi. Mà chính vì rộng á, chính vì rộng như vậy á, thì Đức Hạnh Tại á, đã trả lời một cách bao quát các quý vị hiểu rồi. Cho nên câu hỏi này á, đã được Đức Hạnh Tại khéo léo trả lời. Bây giờ kêu sư sư phân tích cũng không biết phân tích gì thêm, tại nó quá bao quát rồi. Bao quát mà cũng được được trả lời bao quát. Xin kết thúc phần trả lời của tôi.